Mệnh nữ tên là Phùng Ý Linh, địa chỉ TP Hồ Chí Minh, mệnh là Hải Trung Kim, ngày sinh dương lịch là 16 tháng 3 năm 1984 lúc giờ 4, ngày sinh âm lịch là 14 tháng 2 năm 1984 lúc giờ dần sinh vào năm Giáp Tý có ngũ hành là Hải Trung Kim tháng đinh mão có ngũ hành là lưu trung hỏa ngày kỷ dậu có ngũ hành là đại dịch thổ giờ bính dần có ngũ hành là lưu trung hỏa với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc. 23% là cân đối, hỏa 42,9% là cuối nhiều, thổ 26,4% là cân đối, kim 4,4% là quá ít, thủy là 3,2% là quá ít, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh hải trung kim có nhiều ngũ hành hỏa là hỏa chủ về lễ tính nóng nhưng tình cảm lễ độ người hỏa thịnh thì đầu nhỏ chân dài vóc người trên nhọn dưới nở, mày rậm, tay nhỏ, tinh thần hoạt bát, cung kính lễ độ với mọi người, tính nóng gấp. Người hỏa suy thì dáng người góc nhọn gầy vàng, nói năng ê à, dối trá. cay độc làm việc có đầu, không có đuôi. Mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình họ phùng đối với mệnh này là tốt ngoài ra họ phùng ý nghĩa là gặp lại ý chỉ sự tương thích tốt đẹp lặp lại có bổ khuyết tốt hơn ngũ hành thuộc kim sinh ra thủy được thổ tương sinh nhưng kỵ với mộc và khắc với hỏa tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng tên ý đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên ý ý nghĩa cắt tường như ý những điều tốt đẹp sự sáng tạo nhanh nhẹn ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên linh đối với mệnh này là xấu nhiều ngoài ra tên linh có ý nghĩa là cái chuông nhỏ đáng yêu về tính cách còn có nghĩa là nhanh nhẹn thông minh Tên linh thường được đặt với hàm ý tốt lành, thể hiện sự ứng nghiệm màu nhiệm của những điều thần kỳ, chỉ những người dung mạo đáng yêu, tài hoa tinh anh. Nhanh nhẹn, thông minh và luôn gặp may mắn, được che chở, giúp đỡ trong cuộc sống. Ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thủy hay có nhiều ngũ hành kim vào trang website cưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là xấu nhiều mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi. Địa hình thành phố trải dài theo trục đông tây. Nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc.